Trên tay em là sản phẩm lưới kéo cá hay là lưới quát cá để phục vụ bà con nông dân. Các bác hàng chất lượng cao và được sản xuất 100% tại Việt Nam. Từ cả phần lưới cước này cũng là phải được sản xuất tại Việt Nam các bác này. Sợi mắt 3 ly này. Không xô, không dính. Quả pha tông cũng cực kỳ là chắc chắn và chất lượng. Chống vỡ, chống xốp, mềm dẻo, bền 5 năm. Đi bằng hai sợi chắc chắn. Và các đường này được chốt bằng các sợi dù, sợi hoặc sợi dù chắc chắn đi hai đường này. Từ các phần phạm đều được chốt một cách chắc chắn này. Quả này, xuyên qua này, quả đúc này. Chắc chắn này, mỗi một khoảng này khoảng 50 phân các bác nhé. 50 phân. Hai quả. Chả này, phần lưới kéo này là cao 2 mét và dài 15 mét. Tức là mỗi bên cánh chia đôi là vào 7 mét rưỡi. Đây, phần dưới là phần chân cào bùn này. Được làm bằng sợi dù xanh 3 mét. Để đảm bảo khi các bác kéo cá các phần bùn nó được cào một cách nhẹ nhàng, không bị lặng. Tầm khoảng 20 phân các bác này. Là các đường bâu cực kỳ chặt chẽ hai nút, mắt nào mắt đấy đi vào với nhau. Đây bằng sợi màu đỏ này, chỉ 2 ly này, kẹp một cách chắc chắn này, không mắc này. Chỉ này được khoảng 25 phân các bác nhé. Trên hình các bác thấy vào phần giữa cái túi này, mặc dù là hơi gió hơi nắng nhưng mà em vẫn rất là hào hứng để được giới thiệu với các bác. Còn cái phần hoa quả này phía túi này thì được kết cái dày hơn để đảm bảo độ lối, độ lặng của cá nhé. Phần dưới chì cũng vậy, để kết dày hơn, để chì lặng hơn này, bông lặng hơn phần túi này. Dài khoảng 5 mét nhé, rộng để các cá dễ chui vào và khó chui ra nhé. Đấy, như các bác nhìn này, chứa từ 5 tạ đến khoảng 1 tấn cá cho các bác dễ kéo. Bác nào có nhu cầu thì để lại số điện thoại nhé, tin nhắn dưới video. Video trước em đã bốt cho các bác cái quy trình làm lưới quát cá tại xưởng sản xuất trực tiếp của nhà em. Vì thế có cần sản phẩm gì hãy inbox cho em tại video này các bác nhé, để được hưởng giá ưu đãi. Còn bất kỳ băn khoăn gì các bác cứ đặt câu hỏi hoặc là để lại tin nhắn hoặc là liên lạc với Zalo trên màn hình của em sẽ trả lời ngay cho các bác khi có thể, một cách cực kỳ công tâm để có lợi ích nhất trong việc bán bắt cá của các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem video. Nhớ đăng ký kênh và để lại bình luận để khi em ra video tiếp theo các bác sẽ là những người xem đầu tiên ạ. Xin chân thành cảm ơn các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo ạ.